Xin chào các bạn. Hiện tại trên bàn của mình đang là một số những cái ống kính 50mm f1.8 dành cho những cái máy Sony Crop. Và thường thì những cái ống kính này mới về thì bên mình thường vệ sinh theo kiểu là vệ sinh thân vỏ để chúng ta đánh sạch những cái bụi bẩn và một số những cái vết bẩn trên cái thân len. Còn khi mà chúng ta đã lau sạch sẽ rồi mà nó vẫn có những cái vết như thế này thì có nghĩa là trên thân của ống kính nó sẽ bị xước. Còn về cái vấn đề là lau cái mặt kính của ống kính ấy, thì mình thường là sử dụng cái khăn này. Cái khăn này mà là cái khăn đi wiper ấy, các bạn đều biết là cái khăn này mình đã làm video rất nhiều rồi, lau rất là sướng. Mà sau khi lau xong những cái ống kính này thì cái khăn này thường nó sẽ bị đổi sang một cái màu này, gọi là nó hơi bị bẩn một chút, thì chúng ta có thể là vứt cái khăn này đi, hoặc chúng ta có thể tận dụng để chúng ta lau một số những cái thứ như là màn hình máy ảnh, hoặc là lau một số những cái màn hình LCD đều được, tại vì nó vẫn còn khá là tốt, cũng không phải đến nỗi là chúng ta không thể sử dụng được. Cơ bản thì những cái ống kính 50.8 cell này có chống rung và tốc độ bắt nét của nó khá là tốt. Mình từ trước đến nay mình bán những cái ống kính 50.8 của Sony ấy, cách đây 3-4 năm rồi, thậm chí 5-6 năm thì những cái ống kính này nó đều có mức giá rơi tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Thậm chí là khi mà cận kề những cái đợt nghỉ lễ lớn, ví dụ như lễ Tết hoặc là 30 tháng 4 hay là mùng 2 tháng 9 ấy, thì những cái mức giá của cái ống kính này ấy, nó sẽ cao hơn một chút so với bình thường. Vì sao ạ? Vì lúc đấy các bạn có cái thời gian rảnh và ai ai cũng muốn đi chơi, ai ai cũng muốn là chụp những cái bức ảnh chân dung xóa phông dành cho gia đình và bạn bè. Nhưng sau khi cái đợt nghỉ lễ, các bạn sẽ lại cất máy ảnh và lúc đấy các bạn sẽ rất ít khi sử dụng máy ảnh nếu các bạn không có thời gian để đi chơi. Do vậy những cái ống kính này lại bắt đầu nó lại thấp dần. Nhưng về cơ bản thì thường thường những cái cửa hàng lớn ấy, bán những cái chiếc ví dụ như mình đang cầm trên tay ở đây với một cái ngoại hình keng như này nó sẽ rơi tầm 4 triệu hoặc 4 triệu hơn. Thậm chí có một số nơi nó vẫn bán tầm khoảng 4 triệu rưỡi, thậm chí 4 triệu 7, 4 triệu 8. Mình cũng không rõ như thế nào, nhưng đối với cá nhân bên mình bán ấy, thường những ống kính gọi là đẹp keng như thế này, không xước sát gì mà còn full bóc, đầy đủ cáp hút ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 4 triệu đến 4 triệu 1. Những chiếc mà gọi là ngoại hình nó gọi là hơi xước sát như thế này ấy, và ống kính thì trong không có mốc dễ, nhưng mà nó có một số những chấm bụi li ti thì nó sẽ có rơi vào tầm khoảng độ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 7, 3 triệu 8 tùy từng trường hợp. Còn về cái ống kính 50.8 thì các bạn đều biết mục đích của nó rồi đúng không? Nếu các bạn nào chưa hiểu thì mình cũng sẽ nói luôn cho các bạn là những cái ống kính này nó để giúp cho các bạn là chụp xóa phông. Chụp xóa phông ở đây có nghĩa là chụp chân dung xóa phông ấy. Với một cái khẩu độ f1.8 thì nó sẽ giúp cho các bạn là cho ra những cái bức ảnh cũng như là một số những cái thước phim ấy có hiệu ứng xóa phông khá là tốt. Đặc biệt là nếu trong trường hợp các bạn chụp ở trong nhà hoặc là chúng ta quay trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ lớn sẽ giúp cho những cái bức ảnh của các bạn ấy vẫn đảm bảo được tốc độ mà ISO vẫn thấp. Điều này nó sẽ giúp cho những cái bức ảnh và những cái video của bạn nó không bị nhiễu khi mà chúng ta bị đẩy bởi ISO cao. Ví dụ như những cái ống kính kit đi theo máy, ví dụ như 18-55 hay là 16-50 ấy, thường là khẩu độ của nó nhảy từ 3.5 đến 5.6. Do vậy mà khi chúng ta quay trong điều kiện trong nhà, ví dụ như mình đang làm video này mà chúng ta sử dụng những ống kính mà có cái khẩu độ thấp như vậy, ảnh hoặc là video nó sẽ bị nhiễu, đặc biệt là những cái body đời cũ. Còn đối với những cái body đời mới thì cái hiện tượng bị nhiễu bởi ISO cao nó sẽ cải thiện hơn. Nhưng rõ ràng nếu trong trường hợp chúng ta sử dụng những cái ống kính khẩu lớn như cái 50.8 này ấy, thì nó sẽ cải thiện hơn và ISO chắc chắn nó sẽ thấp hơn, làm cho những bức ảnh và những cái thước phim của bạn sẽ mịn hơn. Khi mà chất lượng video và chất lượng hình ảnh nó cải thiện hơn thì rõ ràng chúng ta cần phải bỏ ra thêm tiền. Ví dụ những cái ống kính này nó sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều so với ống kính kit 16-50 hay là 18-55 thường thấy khi mà các bạn mua những cái chiếc máy ảnh cũ. Và kể cả những cái ống kính 50.8 này chuyên chụp chân dung xóa phông rất tốt đến đâu, nhưng mình vẫn khuyên các bạn là đặc biệt các bạn mới chơi hãy luôn luôn sử dụng những cái ống kính cơ bản như là ống kính 18-55 hay là 16-50 đối với những cái chiếc máy Sony. Vì những cái ống kính 18-55 hay là 16-50 này, mặc dù là nếu chúng ta so sánh về những cái chất lượng chụp ảnh chân dung xóa phông của cái ống kính này nó sẽ không thể nào bằng được với ống kính 50.8, nhưng tuy nhiên nó lại chụp được phong cảnh rất là tiện khi mà nó có một cái giải tiêu cự có thể thay đổi được, có nghĩa là nó có thể chụp phong cảnh ở cái tiêu cự 18mm. Còn đối với những cái ống kính 50.8 này nó chỉ chụp chân dung xóa phông thôi, chụp phong cảnh nó không thể làm được. Do vậy mà những cái ống kính như 18-55 hay là 16-50 nó là ống kính đa dụng, nó chụp cái gì cũng được, nhưng mà chất lượng hình ảnh của nó ở mức gọi là trung bình khá thôi. Như mình đã nói ở cái phần đầu video ấy, thì những cái ống kính 50-18 chính hãng của Sony nó có mức giá nó rơi tầm 3 triệu rưỡi đến 4 triệu, thậm chí là còn hơn 4 triệu. Và như vậy trong trường hợp các bạn đang sử dụng những cái chiếc máy ảnh như Sony Alpha, Nik 3, Nik 5, Nik 5R, Nik 5T, các bạn đều hiểu được rằng cái ống kính này nó đắt gần như là bằng một cái bộ máy ảnh của các bạn đúng không ạ? Tuy nhiên mình khẳng định với các bạn là đây là một cái sự đầu tư các bạn không hề lỗ các bạn ạ.
thứ nhất khi mà các bạn bỏ tiền ra một cái số tiền khá là lớn, giờ tầm khoảng 4 triệu để chúng ta mua cái ống kính này ấy, đặc biệt là khi mà các bạn chụp người yêu, chụp vợ hoặc là chụp con cái các bạn ấy, nó sẽ có một cái hiệu ứng xóa phông khi mà các bạn chụp chân dung rất là ok. Yếu tố thứ hai đó chính là mình đã bảo ở ngay từ đầu video là cái ống kính này nó không bị mất giá hay nó ít mất giá. Do vậy mà khi mà trong trường hợp các bạn giữ gìn sạch sẽ, không để bị làm rơi, không bị cấn móp, không bị mốc rễ cái ống kính ấy, thì chúng ta bán đi ấy, các bạn dùng 5 bữa nửa tháng hay là các bạn dùng khoảng độ nửa năm đến 1 năm thì những cái ống kính này nó chỉ mất giá vài trăm nghìn đồng, đôi khi nó còn không bị mất giá cơ nếu trong trường hợp các bạn bán được. Còn nếu ví dụ như các bạn không có thời gian để các bạn bán thì các bạn phải bán ra cửa hàng, thì lúc đấy rõ ràng là các cửa hàng thu về thì người ta phải đảm bảo được cái lợi nhuận người ta bán ra, vì vậy sẽ phải có cái mức giá nó rẻ hơn khi mà các bạn mua vào. Đấy, các bạn phải hiểu nó như vậy. Nhưng mình vẫn khẳng định với các bạn là kể cả trong trường hợp thu vào như thế, nó có chênh nhau rơi vào tầm khoảng 500 hay là đến 1 triệu đi chăng nữa, các bạn dùng 1 năm rồi mà các bạn chỉ mất có 1 triệu thôi, thì trung bình là một ngày các bạn chỉ mất có 3.000 đấy các bạn ạ. Nó không quá nhiều để chúng ta phải nghĩ ngợi gì cả. Do vậy nếu chúng ta có tài chính thì các bạn có thể là cân nhắc. Ý mình đang nói ở đây là có nghĩa các bạn mua thêm cái ống kính 50-18 này, chứ không phải là các bạn bỏ cái ống kính 18-55 hay là 16-50 đi theo máy mà các bạn mua thẳng cái ống kính này. Tại vì cái ống kính 18-55 hay là 16-50 nó là một cái ống kính đa dụng, nó làm được rất nhiều việc, nó rất là phù hợp với những cái câu hỏi của một số các bạn mới chơi, hay kiểu là anh ơi tư vấn cho em một cái chiếc máy ảnh, nhu cầu của em là vừa chụp chân dung, vừa chụp phong cảnh, vừa chụp đời thường ABCXZ, thì những cái ống kính đa dụng này nó làm được. Còn những cái ống kính chuyên dụng này nó chỉ chụp được chân dung xóa phông thôi. Đấy, nó không thể làm được các việc khác, không thể làm được phong cảnh. Đặc biệt là các bạn đi du lịch, các bạn dùng cái ống kính 50-18 là một sự lựa chọn rất là tồi và thiếu hiểu biết. Mình phải nói cho các bạn rõ như thế này để cho các bạn hiểu nhé. Đây là ống kính chuyên dụng, còn đây là ống kính đa dụng. Ống kính đa dụng mà lại giá rẻ như cái ống kính 18-55 hay 16-50 đi theo máy thường thì nó lại có chất lượng hình ảnh trung bình thôi. Khi một cái ống kính đa dụng mà lại cho chất lượng hình ảnh cao, ví dụ như ống kính Sigma 18-50 thì cái mức giá của nó lại cực kỳ là đắt. Lúc đấy sẽ rất khó để thuyết phục các bạn mới chơi là vì sao cái ống kính đấy nó lại đắt như vậy. Và mình cũng nói luôn với các bạn là chất lượng hình ảnh phần lớn nó phụ thuộc vào ống kính, chứ nó không phải là phụ thuộc vào body. Body nó chỉ giúp cho các bạn là ra những cái bức ảnh có độ phân giải cao, màu sắc có thể là cải thiện, tốc độ bắt nét có thể là cải thiện, khả năng khử nhiễu ở ISO cao được cải thiện. Nhưng còn về cái hiệu ứng xóa phông và độ sắc nét, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào ống kính. Các bạn nên lưu ý vấn đề này nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc ảnh cũ khác.